Phẩm danh hiệu của địa ngục là phẩm thứ năm trong bộ kinh Địa Tạng, nói rõ về tên của các địa ngục. Thế nào gọi là địa ngục? Địa ngục do ai tạo ra? Ở nhân gian có nhà tù, thì tại địa phủ tức là cõi âm cũng có nhà tù. Nhà tù ở nhân gian thì do chính phủ cho xây sẵn để chuẩn bị giam giữ những kẻ vi phạm luật pháp quốc gia. Thế thì nhà tù ở địa phủ có giống như vậy không? Không phải như vậy. Địa ngục nhà tù ở địa phủ vốn không được tạo dựng sẵn từ trước để chờ đón tội nhân như nhà tù ở nhân gian. Địa ngục vốn thuộc loại hữu danh vô hình, có tên nhưng không hình, tức là tên của địa ngục thì có mà hình tướng của địa ngục thì không. Phải đợi đến lúc tội nhân tới thời điểm thọ tội báo thì địa ngục mới hiện hình. Bấy giờ, hễ tội nhân đã từng gây ra nghiệp tội gì thì sẽ có địa ngục tương ứng với nghiệp tội đó hiện ra. Những địa ngục này không phải do người nào hoặc đấng quỷ thần nào dựng nên, mà là do nghiệp lực của chính bản thân người tội tạo thành. Hễ chúng ta gây nghiệp tội gì thì ở cõi âm sẽ xuất hiện một địa ngục tương ứng với nghiệp tội mà chúng ta đã tạo tác. Sự việc này xảo diệu và không thể nghĩ bàn. Vì sao gọi là cõi âm, cõi tối tăm? Bởi vì nơi đó luôn luôn tối tăm u ám, không có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng rọi tới, nên gọi là cõi âm, và cũng là âm ti hoặc âm phủ. Cho nên, địa ngục là do những nghiệp tội của chúng ta gây ra tích tụ lại với nhau mà hình thành. Lại nữa, địa ngục chỉ có danh hiệu chứ không có thực thể. Phải đợi đến lúc chúng ta đi thọ tội thì địa ngục mới hiện ra. Đây quả là một điều vô cùng vi diệu và không thể nghĩ bàn. Kinh văn: Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Thát thưa cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài hãy vì trời, rồng, tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề, cùng những sự ác báo, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó. Lược giảng: Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát thưa cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: Có lẽ quý vị ai nấy đều đã biết đến vị Phổ Hiền Bồ Tát thường cưỡi con voi trắng sáu ngà này. Ngài là vị Bồ Tát có hạnh lực lớn lao nhất, nên được tôn xưng là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Ma Ha Tát có nghĩa là lớn, đại. Vậy lúc bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền nói với Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thưa nhân giả, xin ngài hãy vì trời, rồng, tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục. Nhân giả, bậc nhân đức là một danh xưng khác của các bậc Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát mong rằng Địa Tạng Bồ Tát sẽ vì trời, rồng và bốn chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cũng như hết thảy chúng sanh trong đời này và đời sau mà kể rõ tên của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề. Chúng sanh tội khổ tức là những kẻ do đã từng gây ra tội lỗi nên phải chịu quả báo khổ sở. Thế thì chúng sanh ở thế giới Kham Nhẫn tức là thế giới Ta Bà và cõi Nam Diêm Phù Đề hễ tạo tội thì phải đến nơi nào và thọ lãnh quả báo như thế nào? Cùng những sự ác báo, ngoài ra Phổ Hiền Bồ Tát cũng thỉnh cầu Địa Tạng Bồ Tát Quan Hỷ nói rõ về việc thọ lãnh các quả báo xấu ác, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó, đồng thời hiểu được sự nghiêm trọng của các quả báo ở địa ngục. Kinh văn: Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Di.
dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao. Lược giảng. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ. Nhân giả tức là người có lòng nhân ái đại từ bi. Địa Tạng Bồ Tát nghe Phổ Hiền Bồ Tát thỉnh vấn như thế, bèn trả lời rằng: Bây giờ tôi xin nương nhờ oai đức thần thông của Đức Phật cũng như oai lực của chính đại sĩ Phổ Hiền Bồ Tát mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Chúng sanh hễ tạo nghiệp nào thì phải chịu quả báo nấy. Trước kia nếu có làm điều ác thì nay phải thọ ác báo, có làm việc thiện thì nay được hưởng thiện báo, mà địa ngục là nơi chúng sanh thọ lãnh các ác báo. Địa Tạng Bồ Tát nói tiếp: Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Di. Ở về phía đông của cõi Nam Diêm Phù Đề này có một dãy núi to lớn hùng vĩ tên là núi Thiết Di. Thiết sắc thì màu đen, ở đây là biểu thị cho sự tối tăm u ám, không có ánh sáng. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Núi ấy tăm tối thâm u như nằm trong hang động vậy. Nơi đó mặt trời mặt trăng không thể dội tới được, nên hoàn toàn không có ánh sáng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Địa ngục Cực Vô Gián là một địa ngục lớn nhất và cao nhất. Vô Gián này chính là địa ngục Vô Gián, và cũng có năm loại như đã nói trong phẩm trước. Lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ. A Tỳ là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô gián, không gián đoạn. Địa ngục vừa rồi thì lớn nhất và có tên là Cực Vô Gián, vô gián cùng tột. Còn địa ngục này tên là Đại vô gián lớn. Lại có địa ngục tên là Tứ Giác, bốn sừng. Tứ Giác có thể là chỉ cho bốn phương Đông Tây Nam Bắc, và cũng có thể là ám chỉ bốn cái sừng. Trong ngục này có bốn dụng cụ tương tự như bốn cái sừng trâu. Tội nhân ở đây bị đâm phải những cái sừng ấy mà chết, xong cứ chết đi rồi sống lại thọ tội rồi chết đi. Lại có địa ngục tên là Phi Đao, dao bay. Tại địa ngục này có một con dao chẳng rõ từ đâu bay đến chém đứt đầu hoặc chặt tay chặt chân của tội nhân, hoặc cắt xẻ thân thể của tội nhân khiến máu me lên láng, hoặc đâm chém tới tấp khắp mình mẩy của tội nhân. Tội nhân bị đâm chém đến nỗi toàn thân đau đớn khủng khiếp. Cơn đau vừa dứt, tội nhân vừa hết quằn quại, thì lập tức lại có phi đao dèo dèo bay tới đâm tiếp, cho nên tội nhân lại lăn lộn rên siết nữa. Đau rồi hết đau rồi lại đau, cứ thống khổ triền miên như thế mãi. Địa ngục phi đao là một loại địa ngục đau đớn khổ sở nhiều nhất. Kinh văn. Lại có địa ngục tên là Quả Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y. Lược giảng. Lại có địa ngục tên là Quả Tiễn, tên lửa. Trong địa ngục Hỏa Tiễn có rất nhiều mũi tên, và ở đầu mỗi mũi tên đều có lửa rất đáng sợ. Những quả tiễn này mà ngày nay người ta bắn lên nguyệt cầu cũng tương tự như loại hỏa tiễn ở địa ngục này vậy. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, núi ép. Tội nhân ở địa ngục Giáp Sơn phải chịu đựng một nỗi thống khổ rất ghê gớm. Trước tiên là cửa ngục ở hướng đông mở ra, cửa vừa mở toang thì tội nhân trong ngục liền cắm đầu cắm cổ chạy ùa ra, chẳng khác nào những tên cướp trên đường đào tẩu vậy. Những tội nhân này cứ đinh ninh là thoát ra ngoài tất sẽ được tự do, mà không ngờ rằng vừa ra khỏi địa ngục này thì lại gặp phải hai hòn núi chắn ngang. Tưởng rằng trốn trong núi thì có thể tránh khỏi tội báo, ai nấy đều đổ xô về đó. Thế nhưng chạy vào tới trong núi rồi thì sao? Núi này là loại núi hoạt động, có thể tự di chuyển.
núi từ bốn phía đều có thể di động và tiến gần lại với nhau. Do đó, chung quanh tội nhân, trước mặt sau lưng và bên phải bên trái đều là núi non chập trùng, đồng thời khép chặt lại, khiến toàn thân tội nhân bị ép dẹp, máu thịt đỏ lét trông rất ghê sợ. Ở nơi đó, không những tại cửa địa ngục phía đông, mà tại các cửa phía nam, phía tây và phía bắc của địa ngục Giáp Sơn cũng đều xảy ra y như vậy. Các cửa địa ngục này vừa mở, tội nhân liền tẩu thoát ra ngoài và trông thấy núi liền chạy vào đó để trốn, không biết rằng trong núi ấy vẫn là địa ngục. Tại sao như vậy? Đó là vì nghiệp tội của các chúng sanh này quá nặng nề thâm trọng, khiến họ phải chịu quả báo ở khắp mọi nơi, đến đâu họ cũng phải chịu đựng thứ cực hình, không cách gì chịu đựng nổi này. Vì sao lại có loại quả báo địa ngục Giáp Sơn? Bởi vì khi còn sống, những tội nhân trong địa ngục này đã lạm dụng quyền hành thế lực để áp bức chèn ép người khác một cách thậm tệ, cho nên sau khi chết, họ phải chịu quả báo núi ép như thế. Lại có địa ngục tên là Thông Thương, Giáo Đông. Giáo Thương thì lớn và thô hơn mũi tên, đầu ngọn thương thì rất to và nhọn, có thể đâm chết người. Ở địa ngục Giáo Đông, tội nhân thường xuyên bị đâm bằng giáo, đâm đằng trước, đâm đằng sau, đâm bên phải, đâm bên trái. Cứ mỗi nhát đâm thì thân thể tội nhân bị khoét ra một lỗ lớn như cửa sổ vậy, cho nên chẳng mấy chốc là khắp mình mấy tội nhân lỗ chỗ những cửa sổ, máu thịt đỏ lét trông rất ghê sợ. Hình phạt ở địa ngục Thông Thương này vô cùng đau đớn, khổ sở. Lại có địa ngục tên là Thiết Xa, xe sắt. Ở địa ngục này có chiếc xe bằng sắt chạy qua chạy lại trên người của tội nhân, cán dập nát thân thể của họ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn đang tu hành tại nhân địa, có một kiếp nọ, Ngài đắc được thiên nhãn thông và nhìn thấy được địa ngục Thiết Xa. Bấy giờ chứng kiến cảnh các tội nhân bị xe sắt chạy qua chạy lại trên thân thể quá sức đau đớn khổ sở, Ngài liền phát tâm từ bi mà nguyện rằng: ta nhất định phải phát tâm tu đạo, và sau này khi thành Phật rồi, ta sẽ độ thoát tất cả chúng sanh trong địa ngục này. Và đó là lần phát tâm từ bi tối sơ của Đức Phật. Lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, giường sắt. Trong địa ngục này, tội nhân phải nằm hoặc ngồi trên giường sắt, bên dưới có rất nhiều con dao nung nóng đỏ rực. Lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, trâu sắt. Những con trâu ở trong địa ngục này đều bằng sắt và đều có sừng, chúng dùng sừng để hút vào mình tội nhân. Lại có địa ngục tên là Thiết Y, áo sắt. Những người khi còn sống đã thọ giới rồi mà lại phạm giới thì sau khi chết phải đọa vào địa ngục Thiết Y. Địa ngục Thiết Y thì như thế nào? Ở địa ngục này có rất nhiều lưỡi lê có gắn móc câu, hễ đâm trúng thân tội nhân thì móc rách tơi tả hết áo quần trên người, làm cho tội nhân phải chịu trần truồng. Bấy giờ có một loại áo quần bằng sắt từ không trung bay đến. Tội nhân vừa thấy áo quần đó liền vui mừng giơ tay vẫy gọi: áo quần tới đây, áo quần tới đây. Ý nói rằng: áo quần ơi, hãy mau mau bay đến chỗ của ta. Vẫy vẫy tay như thế mà áo quần kia liền bay đến thật. Bay đến nơi thì áo quần đó liền tự động bao bọc lấy thân tội nhân như một lớp da sắt, và lại là lớp da sắt nóng đỏ. Vì vậy mặc vào người rồi là toàn thân tội nhân đều bị nung cháy khét lẹt, và chẳng bao lâu đã trở thành một đống tro. Biến thành tro rồi thì sao? Chỉ trong chốc lát thì có ngọn xảo phong thổi tới, bấy giờ xác thân vốn đã không còn của tội nhân lại hồi phục và hiện trở lại hình tướng như trước, và tội nhân lại tiếp tục chịu tội. Đó là hình phạt trong địa ngục Thiết Y. Kinh văn: lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng. Lược giảng: lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, ngàn con dao. Địa ngục Thiên Nhẫn là do con người tạo tội quá nhiều mà ra.
Tại địa ngục này có rất nhiều lưỡi dao từ trên hư không rơi xuống như mưa. Những lưỡi dao này tựa như những giọt mưa sắc bén rơi xuống đâm nát đầu và thân của tội nhân. Tất cả xương cốt và da thịt đều bị cắt xẻ. Sau khi tội nhân chết đi thì lại có ngọn gió xảo phong thổi đến, tội nhân liền sống trở lại và tiếp tục thọ tội báo như cũ. Lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lừa sắc. Tại địa ngục này có con lừa sắc dẫm đạp lên thân thể của tội nhân mà đi, và cứ liên tục đi qua đi lại như thế mãi. Lại có địa ngục tên là Dương Đồng, nước đồng sôi. Ở địa ngục này tội nhân bị bỏ vào trong dung dịch đồng nấu chảy, ngay cả đồng mà còn bị nung chảy lỏng, thế thì con người nếu bị bỏ vào đó tất nhiên cũng bị thiêu hóa mất mà thôi. Lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, ôm trụ đồng. Địa ngục Bảo Trụ còn có tên là địa ngục cột đồng nung, bào lạc. Năm ngoái, lúc giảng kinh Đăng Nghiêm, tôi đã có giảng qua, nhưng e rằng mọi người đều quên cả rồi. Trong địa ngục ôm trụ đồng, Bảo Trụ có một cột trụ bằng đồng được nung nóng đỏ rực. Hễ ôm lấy trụ đồng này rồi thì không thể nào rời ra được nữa. Hạng người nào phải đọa vào địa ngục này? Đó là hạng người thích điều dâm loạn, ưa việc gian dâm, cho nên khi còn sống đã phạm quá nhiều nghiệp dâm. Và trong số ấy, số người nam phạm tội rất đông, mà số người nữ phạm tội cũng chẳng ít. Nói chung, bất luận là nam hay nữ, hễ người nào phạm nghiệp dâm dật thì sau khi chết cũng đều bị đọa vào địa ngục ôm trụ đồng cả. Bấy giờ khi đã vào địa ngục này rồi, nếu tội nhân là người nam thì nhìn trụ đồng mà lại thấy đó là cô gái mình từng yêu thương nhất lúc còn sống, thế là mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy. Khốn nổi, vừa ôm được thì toàn thân đều bị bỏng cháy bởi trụ đồng nung. Tội nhân bị thiêu chết rồi thì có ngọn gió xảo phong thổi đến làm cho hồi sinh. Hồi sinh rồi thì mọi việc vẫn tái diễn giống hệt như trước, cũng ôm trụ đồng, ôm rồi lại ôm nữa, thiêu rồi lại thiêu nữa, chết rồi lại chết nữa. Cứ thế mà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Người nam nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là người nữ. Thế đối với người nữ thì sao? Người nữ nhìn trụ đồng nung thì thấy đó là chàng trai mà lúc còn sống mình yêu thương nhất. Và thế là cô ta không dằn lòng được, hớn hở chạy đến ôm choàng lấy người yêu. Sau khi ôm, cô ta cũng bị lửa của trụ đồng đốt cháy thành tro bụi, rồi đến khi ngọn gió xảo phong thổi lướt qua, cô ta liền sống trở lại. Sống rồi thì lại tiếp tục đi ôm trụ đồng, ôm rồi lại chết, chết rồi lại sống, sống lại thì tiếp tục thọa báo như trước. Vì sao có địa ngục ôm trụ đồng? Phải chăng có người nào đó đã chuẩn bị sẵn như thế? Không phải, chính nghiệp dâm, ngọn lửa nghiệp từ lòng dâm dục của tội nhân cảm dời mà thành ra địa ngục ôm trụ đồng. Cho nên chúng ta, bất kể là nam hay nữ, đừng vội cho rằng chuyện trai gái yêu đương là điều hoàn toàn tốt đẹp. Bởi nếu quý vị đi lệch sang con đường tà dâm bất chánh, thì sau này sẽ bị đọa vào địa ngục ôm trụ đồng, và đó là một sự việc vô cùng đau khổ và đáng sợ. Lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lửa chảy. Trong địa ngục này chỉ toàn lửa và lửa, song thứ lửa này lại lưu chuyển và chảy giống như nước vậy. Địa ngục lửa chảy cũng là do lửa dâm dục của chúng sanh tạo ra. Lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, cày lưỡi. Vì sao lại gọi là địa ngục cày lưỡi? Trong địa ngục này có loại ác quỷ chuyên dùng một cái móc câu móc vào đầu lưỡi của tội nhân rồi kéo lên, khiến lưỡi của tội nhân bị căng dài đến mấy trượng và sưng phồng lên rất to. Sau đó chúng dùng cái cày, dụng cụ để xới đất, mà cày bừa trên lưỡi ấy, cày tới cày lui khiến cho lưỡi của tội nhân bị xẻ thành nhiều đường rãnh. Tại sao phải chịu quả báo này? Đó là vì lúc còn sống ở dương gian, tội nhân đã từng hủy bán tam bảo, du khống tam bảo, phá hoại tam bảo. Ví dụ như nói rằng, quý vị không nên tin Phật, Phật vốn không có thật, không hề tồn tại, Phật pháp chẳng qua chỉ là trò lừa gạt, thầy tu là những kẻ mượn áo nhà Phật và dùng Phật pháp để lừa gạt mọi người, quý vị chớ có tin theo.
như thế là hủy bán tam bảo vậy. Có bốn nghiệp xấu do miệng, lời ăn tiếng nói gây ra, đó là nói lời thô ác, nói đôi chiều, nói thiêu dệt và nói dối. Một, nói lời thô ác ác khẩu, tức là nói lời thô ác hoặc mắng chửi người khác. Hai, nói đôi chiều, lưỡng thiệt, có nghĩa là nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói để gây chia rẽ. Ví dụ gặp Trương Tam thì nói là Lý Tứ không tốt, gặp Lý Tứ thì lại nói là Trương Tam không phải, khiến đôi bên nảy sanh hiềm khích và mất hòa khí, suốt ngày cứ gây gỗ cãi giả, nghi kỵ lẫn nhau, như thế là nói đôi chiều vậy. Ba, nói thiêu dệt, ỷ ngữ, tức là nói thiêu dệt. Đàn ông thì thường hay nói chuyện về đàn bà, chẳng hạn như anh thấy cô ấy như thế nào, xinh quá phải không, còn cô này thì sao, lại còn cô kia nữa. Còn đàn bà thì sao, thì lại nói chuyện về đàn ông, anh chàng kia cũng không tệ lắm, anh chàng này thì thế này thế nọ. Nói tóm lại, những lời nói phù phiếm, không đúng đắn, gợi chuyện tà dâm đều là nói thiêu dệt. Bốn, nói dối, giọng ngôn, tức là nói điều trái với sự thật. Chúng sanh do phạm bốn điều ác của miệng là ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ và giọng ngôn, nên bị đọa vào địa ngục cày lưỡi. Lại có địa ngục tên là tỏa thủ, chém đầu. Những tội nhân bị đọa vào địa ngục tỏa thủ thì đều bị chém đầu. Tại sao? Đó là vì lúc sinh thời họ đã giết hại quá nhiều chúng sanh, bởi họ đập vỡ đầu của chúng sanh, cho nên sau khi chết họ phải đọa địa ngục tỏa thủ và chịu hình phạt bị chặt đầu. Khi muốn giết sâu bọ, chim xe sẻ hoặc các loài cầm thú khác, nhiều người thường dùng chùy, gậy gộc hoặc một vật gì đó để đập vỡ đầu của chúng trước. Hoặc trông thấy con du viên hay con rết, cho đó là loại trùng độc, nên nhiều người cũng lấy đồ đập đầu chúng cho chết. Chính vì làm tổn hại quá nhiều sinh mạng, cho nên sau khi chết, những người ấy phải đọa vào địa ngục chém đầu. Nói chung, khi sống chúng ta tạo nghiệp tội gì thì sau khi chết chúng ta phải thọ quả báo tương ứng với nghiệp tội đó. Lại có địa ngục tên là thiêu cước, đốt chân. Địa ngục này thì chuyên môn đốt chân của tội nhân, nhưng không phải dùng lửa để đốt, mà là người tội đặt chân đến chỗ nào thì chỗ đó liền có lửa bùng lên để đốt chân người ấy. Chân của tội nhân dí như ngọn nến, hễ đi đến đâu là mang mồi lửa theo đến đó, tới bất cứ nơi nào thì nơi đó cũng bắt lửa. Vì thế địa ngục này được gọi là địa ngục đốt chân. Lại có địa ngục tên là đạm nhãn, ăn mắt. Trong địa ngục này có loài diều hâu, điêu thú, một loài chim hung tợn, chuyên ăn những đồ dơ bẩn. Địa ngục đạm nhãn là nơi có nhiều diều hâu nhất. Loài chim này thấy tội nhân liền bay đến, vươn hai móng sắc ra và chụp xuống bấu chặt lấy hai vai của người tội, khiến người ấy không cách gì dùng dãy để thoát ra được. Sau đó, diều hâu quay đầu lại, dùng mỏ mổ rách mắt của tội nhân, rồi ăn thứ nước chảy ra từ con mắt đó. Nó lại còn mổ cho bể đầu của tội nhân để uống thứ nước tủy trong não nữa. Tội nhân chết rồi, thì diều hâu cũng bay đi mất. Đợi đến khi tội nhân sống lại thì diều hâu cũng liền bay về lại. Lại có địa ngục tên là thiết hoàng, viên sắt. Ở địa ngục thiết hoàng thì có những viên sắt hình thù tương tự như cái trứng bằng sắt, từ bốn phía văng tới đập xối xả vào đầu mặt tội nhân. Khắp thân thể tội nhân chỗ nào cũng bị các viên sắt đập trúng cả. Khi tội nhân bị đập đến chết rồi thì những viên sắt đó cũng không văng tới nữa. Thế nhưng, đợi đến lúc tội nhân sống trở lại thì chúng lại xuất hiện. Đó là hình phạt ở địa ngục viên sắt. Kinh văn. Lại có địa ngục tên là tranh luận, lại có địa ngục tên là thiết phu, lại có địa ngục tên là đa sân.
Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Di có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục khiếu hoán, địa ngục bạc thiệt, địa ngục phẫn niệu, địa ngục đồng tỏa, địa ngục hỏa tượng, địa ngục hỏa cẩu, địa ngục hỏa mã, địa ngục hỏa ngưu, địa ngục hỏa sơn, địa ngục hỏa thạch, địa ngục hỏa sàn, địa ngục hỏa lương, địa ngục hỏa ưng, địa ngục cứ nha, địa ngục bát bì, địa ngục ẩm huyết, địa ngục thiêu thủ, địa ngục thiêu cước, địa ngục đảo thích, địa ngục hỏa ốc, địa ngục thiết ốc, địa ngục hỏa lan. Các thứ địa ngục như thế, trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm ngàn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Lược giảng. Lại có địa ngục tên là tranh luận, cãi cọ. Trong địa ngục này có rất nhiều ác quỷ cứ quát tháo chửi mắng tội nhân rất thậm tệ, nói rằng tội nhân cái gì cũng không đúng cả. Tại sao lại bị đọa vào địa ngục này? Chính vì lúc còn sống, những tội nhân trong địa ngục này ưa tranh luận cãi vã với người khác, nên sau khi chết phải chịu quả báo như thế. Lại có địa ngục tên là Thiết Phu, rìu sắt. Ở địa ngục này, tội nhân bị chặt đầu bằng cái rìu sắt. Lại có địa ngục tên là Đa Sân, nhiều cáu giận. Những tội nhân bị đọa vào địa ngục này đều là do tánh tình hung hăng nóng nảy, nhiều sân hận mà ra. Những người quá nóng tánh, động một chút là tức tối, hằn học: mày dám đánh tao, tao phải đánh mày. Thì cũng như những tội nhân ở địa ngục này, cứ không ngừng gây gỗ, ẩu đả lẫn nhau. Ngài Địa Tạng thưa với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Di có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Tôi tuy đã kể ra rất nhiều tên địa ngục như thế, song thật sự thì tên của địa ngục vốn nhiều đến không có hạn lượng. Địa Tạng Bồ Tát kể tiếp: Lại có địa ngục khiếu hoán, kêu gào. Trong 18 địa ngục thì có 8 địa ngục lạnh và 8 địa ngục nóng. Địa ngục thứ tư trong 8 địa ngục lạnh là địa ngục khiếu hoán, cũng gọi là địa ngục đại khiếu hoán. Trong địa ngục này suốt ngày luôn luôn có tiếng kêu la ầm ĩ, gào thét om sòm, ồn ào đến đinh tai nhức óc. Địa ngục bạc thiệt, rút lưỡi. Lại có loại địa ngục chuyên môn kéo lưỡi của tội nhân. Địa ngục phẫn niệu, phân và nước tiểu. Lại có loại địa ngục mà trong đó chỉ toàn là phân và nước tiểu. Tội nhân trong địa ngục này hễ đói thì ăn phân, khát thì uống nước tiểu. Địa ngục đồng tỏa, khóa đồng. Tội nhân đã vào địa ngục này rồi thì như bị một cái khóa bằng đồng khóa chặt ở trong đó, làm thế nào cũng không thoát ra được. Địa ngục hỏa tượng, voi lửa. Lại có loại địa ngục mà trong đó toàn là voi lửa. Địa ngục hỏa cẩu, chó lửa. Trong địa ngục này có loài chó mà toàn thân đều bốc lửa tỏa khói. Địa ngục hỏa mã, ngựa lửa. Những con ngựa trong địa ngục này thì toàn thân đều rực lửa. Địa ngục hỏa ngưu, trâu lửa. Trên mình của trâu ở địa ngục này đều có lửa cháy rừng rực. Địa ngục hỏa sơn, núi lửa. Lại có loại địa ngục mà trong đó có ngọn núi luôn ngùng ngục lửa. Địa ngục hỏa thạch, đá lửa. Trong địa ngục này toàn là đá lửa dùng để nện hoặc đè ép tội nhân xuống tận cùng địa ngục. Địa ngục hỏa sàn, giường lửa. Trong địa ngục này có loại giường bằng lửa. Địa ngục hỏa lương, rường cột lửa. Lại có địa ngục mà rường cột, xà, nhà đều bốc lửa. Địa ngục hỏa ưng, chim ưng, ó lửa. Trong địa ngục này có loại chim ó có lửa, chuyên môn ăn mắt của tội nhân, ăn xong rồi thì chúng lại bay đi. Địa ngục cứ nha, cưa răng. Lại có địa ngục chuyên môn cưa răng tội nhân. Địa ngục bát bì, lột da. Lại có địa ngục chuyên lột da của tội nhân. Địa ngục ẩm huyết, uống máu. Lại có địa ngục chuyên uống máu tội nhân. Địa ngục thiêu thủ, đốt tay. Lại có địa ngục chuyên đốt tay của tội nhân. Địa ngục thiêu cước, đốt chân. Lại có địa ngục chuyên đốt chân của tội nhân. Địa ngục đảo thích, đâm ngược. Trong địa ngục này tội nhân bị treo lủng lẳng trên những móc câu treo ngược. Địa ngục hỏa ốc, nhà lửa. Trong địa ngục này
tội nhân bị giam cầm trong một căn phòng lửa cháy hừng hực. Địa ngục thiết ốc, nhà sắt, lại còn có địa ngục mà phòng ốc toàn bằng sắt. Địa ngục hỏa lan, chó sói lửa, lại có địa ngục thiệt toàn là chó sói rực lửa. Các thứ địa ngục như thế, trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm, ngàn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Trong những địa ngục mà Địa Tạng Chuyên Bồ Tát vừa kể ra, lại còn có rất nhiều địa ngục nhỏ khác nữa. Địa ngục thì có thứ lớn, có thứ nhỏ. Trong mỗi địa ngục lớn thì có thể có một, hai, ba hoặc bốn ngục nhỏ, thậm chí có thể có đến cả trăm, cả ngàn ngục nhỏ, và tên của mỗi ngục nhỏ này mỗi khác nhau. Kinh văn: Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đây đều là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu vườn biển cả, có thể chướng ngăn thánh đạo. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dầu mảy muốn đều phải thọ tội. Chí thân như cha với con, mỗi người đều mỗi ngã đường khác nhau, dầu có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà lược nói những sự tội báo nơi địa ngục, mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền đáp rằng: Tôi từ lâu đã rõ tội báo nơi tam ác đạo, tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho tất cả chúng sanh làm ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà quay về với Phật. Lược giảng: Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đây tất cả những địa ngục vừa kể đều là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, Nam Thiệm Bộ Châu làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Bởi các chúng sanh này ăn ở bất nhân, làm ác tạo nghiệp nên cảm dời ra quả báo, và đó chính là những cảnh địa ngục kể trên. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di. Nghiệp lực của chúng sanh thì vô cùng to lớn. Lớn đến cỡ nào? Lớn như núi Tu Di, có thể sâu vườn biển cả. Nghiệp chướng của chúng sanh thâm sâu như thế nào? Sâu thẳm như biển cả vậy. Có thể chướng ngăn thánh đạo. Tại sao chúng ta tu hành mà không thành tựu được đạo nghiệp? Đó là vì bị nghiệp lực cản trở, ngăn chặn con đường thánh đạo của chúng ta, khiến cho chúng ta chẳng thể tu thành thánh đạo. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Quý vị đừng bao giờ xem thường điều quấy nhỏ, tác hại ít. Vì sao? Vì nhiều việc ác nhỏ dồn lại thì sẽ thành ra tội ác to lớn tày trời, tích tiểu thành đại. Tiểu ác mà tích lũy lại thì dần dần cũng trở thành đại ác. Quý vị đừng tưởng rằng tội ác mà nhỏ thì không có tội, bởi sau khi chết đều có quả báo, dầu mảy muốn đều phải thọ chịu. Nếu quý vị không dè dặt thận trọng thì sau khi chết sẽ phải thọ lãnh vô số quả báo, nhiều như số tóc trên đầu vậy. Dù chỉ phạm một việc ác nhỏ bằng hạt bụi cũng phải gánh chịu quả báo như thường. Chí thân như cha với con, mỗi người đều mỗi ngã đường khác nhau. Trên thế gian này, quan hệ giữa cha với con là thân thiết gần gũi nhất. Thế nhưng, một khi đã ở trong địa ngục rồi thì cha cũng không thể vì phụ tử tình thâm mà chịu tội thay cho con. Và con tuy hiếu thảo song cũng chẳng thể nào lãnh tội giùm cha mẹ được. Do đó mà nói là, mỗi người đều mỗi ngã đường khác nhau. Dầu có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Cho dù cha và con gặp mặt nhau ở chốn địa ngục, thì cũng không có ai bằng lòng chịu khổ thay cho ai. Vì sao? Bởi vì tuy đã từng làm cha con với nhau ở chốn nhân gian, nhưng vào địa ngục thì ai nấy đều hiểu ra rằng đó chẳng qua chỉ là nghiệp chướng của đời trước, mà có khi lại là oan gia đối đầu cũng không chừng. Cho nên bị đọa vào địa ngục thì tội ai nấy chịu, không có ai bằng lòng chịu tội thay cho người khác cả. Địa Tạng Bồ Tát lại thưa cùng Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà lược nói những sự tội báo nơi địa ngục, mong nhân giả tạm nghe lời đó.
Tôi ước mong rằng nhân giả sẽ tạm thời hoan hỷ lắng nghe những điều tôi sắp nói ra đây. Ngài Phổ Hiền đáp rằng: Tôi từ lâu đã rõ tội báo nơi tam ác đạo. Tôi vốn đã được biết về quả báo trong ba đường ác từ lâu lắm rồi, cho nên dù Ngài có nói hay không thì tôi cũng đã rõ cả. Song, tôi chỉ e rằng các chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau sẽ chẳng có ai được biết về những tội báo đó. Vì thế cho nên, tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho tất cả chúng sanh ác hạnh trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà quay về với Phật. Những chúng sanh có tâm hạnh ác độc trong thời mạt pháp ở đời vị lai, sau khi nghe được Ngài kể về các tội báo trong chốn địa ngục, ắt hẳn họ sẽ được cảnh tỉnh mà sanh lòng kính sợ, không dám làm việc ác nữa, và đều sẽ hồi tâm mà quy y Tam Bảo, quy hướng về giáo pháp của Phật. Do đó, tôi thiết tha mong mỏi nhân giả sẽ nói rõ về các tội báo ấy. Kinh văn: Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thưa nhân giả, về tội báo ở chốn địa ngục, việc ấy như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cày lên, hoặc có địa ngục môi tim người tội cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạt nước sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục cát bựng lửa đuổi theo người tội, hoặc có địa ngục toàn là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục toàn là loại tật lê bay, hoặc có địa ngục có nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, hoặc có địa ngục rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục toàn kéo la sắt. Lược giảng: Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thưa nhân giả, về tội báo ở chốn địa ngục, việc ấy như vậy. Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Ngoài những địa ngục kể trên còn có rất nhiều địa ngục với tình trạng tội báo khác như sau. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cày lên, những người ưa huên hoang khoác lác, mắng nhiếc chửi bới hoặc nói lời gian dối điêu ngoa, thì sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, mà ở đó tội nhân sẽ bị móc lưỡi ra bằng móc câu, rồi có con trâu cày bừa ngay trên lưỡi của tội nhân. Hoặc có địa ngục môi tim người tội cho quỷ dạ xoa ăn, lại có địa ngục trong đó tội nhân bị mổ ngực để môi tim ra, rồi có loài quỷ dạ xoa, tức quỷ dũng kiện hoặc quỷ tiệp tật, lấy ăn những quả tim ấy. Hoặc có địa ngục vạt nước sôi sùng sục nấu thân người tội, lại có loại địa ngục trong đó tội nhân bị thả vào nồi nước lớn đang sôi sùng sục. Hoặc có địa ngục đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, lại có loại địa ngục trong đó tội nhân phải ôm trụ đồng đang nung cháy đỏ rực. Hoặc có địa ngục cát bựng lửa đuổi theo người tội, lại có địa ngục trong đó tội nhân bị rất nhiều thứ lửa đuổi theo thiêu đốt. Hoặc có địa ngục toàn là băng giá, lại có địa ngục trong đó còn rét lạnh hơn cả băng giá, khiến cho tội nhân bị lạnh cống và đông thành đá. Hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, lại có địa ngục trong đó chứa rất nhiều phân và nước tiểu dơ bẩn. Hoặc có địa ngục toàn là loại tật lê bay, loại chùy gai bay. Tật lê là một thứ chùy sắc giống như là trái táo hay trái chanh, và chung quanh tua tủa những gai nhọn như mũi kim. Có loại địa ngục mà trong đó chỉ thuần là chùy gai từ dưới đất giọt lên, hoặc từ trong hư không bay đến, tuy bằng sắt nhưng chúng có thể bay được và cứ nhắm vào thân của tội nhân mà đánh, khiến cho đầu, mắt, tai, mũi, miệng của tội nhân đều bị các gai nhọn đâm trúng. Hễ tội nhân đau chỗ nào thì liền bị chùy gai đập vào chỗ đó. Hoặc có địa ngục có nhiều giáo lửa, hỏa thương. Giáo lửa này cũng chính là giáo đâm thông thương. Lại cũng có địa ngục có những ngọn giáo được nung nóng đỏ, dùng để đâm vào thân thể của tội nhân và khoét thành từng lỗ có lửa bốc cháy, đồng thời xẻ ra những đường rãnh trên mình của tội nhân để thông gió. Hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng, lại có địa ngục trong đó tội nhân chỉ bị đánh đằng trước ngực hoặc sau lưng. Hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, lại có địa ngục trong đó chỉ đốt tay hoặc đốt chân của tội nhân. Hoặc có địa ngục bị rắn sắt quấn cắn, lại có địa ngục
trong đó có loài rắn bằng sắt quấn quanh người của tội nhân. Loài rắn sắt này là một loại trùng có rất nhiều miệng, toàn thân nó đều lởm chởm những cái miệng. Mỗi cái miệng trên mình rắn lại có thể nhả ra một con rắn nhỏ, và mỗi con đều có 12 cái miệng sắt. Những con rắn nhỏ này chui qua mắt của người tội để luồn lách vào trong cơ thể của người ấy, rồi lại từ nam căn hoặc nữ căn của người tội mà chui ra. Tội nhân bị chúng cắn xé, đau đớn khổ sở đến không thể nào chịu nổi. Tại sao lại phải chịu loại quả báo này? Bởi lúc sanh tiền, tội nhân sống hoang dâm vô độ, chơi bời trụy lạc, không tiết chế chừng mực, cho nên đến khi đọa địa ngục thì phải gánh chịu quả báo như thế, thật là đáng sợ lắm thay. Hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, lại có địa ngục trong đó có loài ác quỷ xua chó sắt tới cắn tội nhân. Hoặc có địa ngục toàn kéo la sắt, lại có địa ngục trong đó tội nhân phải kéo con la bằng sắt. La thì cũng to lớn như ngựa, có lớn hơn lừa một chút. Kinh văn: Nhân giả, những quả báo như thế, trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ nghiệp đạo, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn thứ này là do các hành nghiệp cảm dời ra. Nếu nói rộng ra về những sự tội báo ở địa ngục, thì trong mỗi ngục còn có cả 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Này tôi nương sức oai thần của Đức Phật, và vì nhân giả hỏi đến mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rộng ra thì đến cùng kiếp nói cũng không hết được. Lược giảng: Địa Tạng Bồ Tát lại thưa với Phổ Hiền Bồ Tát: Thưa nhân giả, bậc đại sĩ nhân đức, những quả báo như thế, trong mỗi ngục có 100.000 thứ khí cụ nghiệp đạo. Trong mỗi địa ngục đều có cả 100.000 dạng loại dụng cụ hành tội tạo nghiệp thọ báo khác nhau. Những khí cụ dùng để hành hình các tội nhân chịu quả báo ở các địa ngục đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Thế nhưng có phải thật là có đồng, sắt, đá, lửa không? Không phải, vậy là thế nào? Bốn thứ này là do các hành nghiệp cảm dời ra. Chúng sanh hễ trồng nhân gì thì gặp quả đó, gây nghiệp tội gì thì có quả báo tương ứng với nghiệp tội đó xuất hiện. Nếu quý vị tạo loại nghiệp đáng phải bị trừng phạt bởi khí cụ bằng đồng, thì có ngục đồng hiện ra. Còn nếu tạo loại nghiệp đáng phải dùng khí cụ bằng sắt để trừng trị, thì quý vị phải chịu những khổ sở của ngục sắt, thậm chí cả ngục đá và ngục lửa cũng vậy. Nếu nói rộng ra về những sự tội báo ở địa ngục, thì trong mỗi ngục còn có cả 100.000 thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Giả sử muốn nói rộng ra và cặn kẽ từng chi tiết về các tội báo ở địa ngục, như gây tội gì thì phải lãnh quả báo gì, thì trong mỗi ngục không phải chỉ có vỏn vẹn một thứ khổ sở thôi đâu, mà là có đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn thứ khổ sở khác nữa. Trong một địa ngục mà đã muôn vàn thứ khổ sở không thể kể xiết như thế, thì huống chi là trong nhiều địa ngục. Địa Tạng Bồ Tát lại thưa với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật, và vì nhân giả hỏi đến mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rộng ra thì đến cùng kiếp nói cũng không hết được. Nếu muốn giảng giải cho cặn kẽ thì dầu có nói trong suốt mấy đại kiếp cũng không thể nào nói cho hết được.